ập vào ổ đá gà với hàng chục người tham gia, đại úy công an thành phố Mỹ Tho đã nổ 5 phát súng, làm 3 người trúng đạn. Vào trưa ngày 29 tháng 12, công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo có 20 người tụ tập đá gà tại khu vườn ở xã Mỹ Phong. Thiếu tá Nguyễn Văn Dư và đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh được phân công đến hiện trường điều tra. Đại úy công an đã nổ 5 phát súng giải tán điểm đá gà, làm 3 người bị thương. Lãnh đạo công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang hôm nay cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ cảnh sát nổ súng làm 3 người có mặt tại tụ điểm đá gà bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay, qua các nguồn tin, lực lượng công an thành phố Mỹ Tho phát hiện có một nhóm người khoảng 20 người tụ tập đá gà tại khu đất trống ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong. Công an thành phố Mỹ Tho đã cử 2 cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự gồm có thiếu tá Nguyễn Văn Dư, đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh phối hợp cùng với công an xã Mỹ Phong đến hiện trường. Khi thấy lực lượng công an, nhóm người tụ tập đá gà bỏ chạy tán loạn. Thiếu tá Dư giữ lại được một đối tượng thì bị khoảng 6 người áp sát, có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Khi thiếu tá Dư khống chế người đàn ông, khoảng 6 thanh niên khác chạy đến vây quanh. Đại tá Hạnh đang đứng gần đó và đã nổ súng để giải vây cho đồng đội. Sau khi cảnh sát tịch thu tang vật gồm gà đá, 4 xe máy, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Liên, 37 tuổi, Đồng Quốc Trí, 41 tuổi và Nguyễn Văn Của, 41 tuổi, cùng ở Mỹ Tho, lần lượt bị thương ở cổ, bàn tay và đầu gối. Cả 3 người đều bị thương do vết đạn, sau đó được đưa đi cấp cứu. Trả lời với báo VN Express, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, trưởng công an thành phố Mỹ Tho cho biết, loại súng mà Đại tá Hạnh dùng là CZ83, là loại súng quân dụng. Do vườn rộng, rậm rạp, lực lượng mỏng, đại úy Hạnh lo sợ đồng đội bị người khác hành hung nên đã vừa chạy, vừa nổ 5 phát súng làm trúng 3 người. Đại tá Khắc nói, lúc này đại úy Hạnh vừa chạy đến nổ súng để can ngăn, giải cứu cho thiếu tá Dư. Các đối tượng bỏ chạy để lại một số vật dụng tổ chức đá gà và 4 chiếc xe máy. Sau đó, người dân phát hiện có người bị thương nên ập vào dùng hung khí đánh thiếu tá Dư. Vụ việc được can ngăn và báo cho công an thành phố Mỹ Tho đến xử lý. 3 người bị thương cụ thể bao gồm ông Nguyễn Văn Liên, 37 tuổi, bị thương ở vùng cổ được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Quốc Trí, 44 tuổi, bị thương ở ngón tay phải. Nguyễn Văn Của, 41 tuổi, bị thương ở khớp gối trái. Cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu. Sau đó anh Liên được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu do vết thương nặng. Thiếu tá Dư cũng bị đối tượng dùng tuyếp sắt tấn công bị thương. Theo điều tra ban đầu, đại úy Hạnh là người nổ 5 phát súng. Ban giám đốc công an tỉnh Tiền Giang đã giao vụ việc cho văn phòng cảnh sát điều tra, công an tỉnh điều tra theo tinh thần cán bộ thực hiện công vụ sai phạm tới đâu, xử lý đến đó. Trong quá trình vây bắt, thiếu tá Dư bắt được một con bạc, bất ngờ thì bị khoảng 5 đối tượng lao vào tấn công. Lúc này thì đại úy Lê Trần Hữu Hạnh buộc phải nổ 5 phát súng để trấn áp. Trường gà này do Bùi Thế Vinh, hay còn gọi là Tèo Chó, 41 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong đứng ra tổ chức. Nằm sâu phía trong khu dân cư, có người cảnh giới nên khó có thể tiếp cận triệt phá.